Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức, khu 70 xinh đẹp. Các bạn ơi, bây giờ tối rồi mà mình quay nó vào cái Samsung của mình, cái hình ảnh nhìn nó vẫn đẹp, ơi là đẹp. Thì cũng đã rất là lâu rồi mình không làm video nhắc nhở. Hôm nay mình làm một cái video này, mình muốn nhắc các bạn là các bạn nào vào xem kênh cho mình, xem cho mình và đăng ký thì phải làm cho đến nơi đến chốn các bạn nhé. Hình như là nhiều bạn, đa số những bạn mới làm YouTube thì không hiểu, vào đọc chỉ vào là comment thôi, không xem video. Cho nên chắc chắn những cái bạn mà ẩu như thế là YouTube cũng quét hết, các bạn không mang lại cái gì, chỉ có mất công thôi. Mình cũng thế, vào không xem đến nơi đến chốn, toàn bị quét ấy. Mình dạo này phải đến gần tháng nay rồi không tăng được, cứ hôm nay là đăng ký, ngày mai là bị quét mất, cứ như thế thôi. Bực ơi là bực ấy. Mà tại sao các bạn không biết để điều đó nhỉ? Các bạn cứ tưởng là các bạn ma cô mà lừa được YouTube à? Lừa làm sao được YouTube? Làm mà kiếm ăn mà dễ thế thì ai ta chả làm được. Cái gì nó cũng có luật của nó chứ. Các bạn vào, trước hết là các bạn phải xem video đã, xong các bạn mới bình luận. Các bạn phải xem lâu. Rất nhiều bạn vào không xem video mà chỉ bình luận không thôi. Tôi biết, tôi biết, bởi vì rõ ràng trong nội dung của video của mình nói, mà còn comment còn hỏi mình, hỏi là cô ở đâu hoặc là cô bao nhiêu tuổi hoặc cái gì đấy, là toàn những dựa theo cái tiêu đề của mình, xong là comment thôi, chứ có biết cái nội dung video của mình đâu. Rất là buồn. Nên mong các bạn mà muốn thành công ấy, các bạn phải nhớ là muốn thành công thì các bạn phải làm đến nơi đến chốn. Các bạn phải xem video và phải đăng ký. Đăng ký. Các bạn vào các bạn cứ bình luận, các bạn cứ comment, xong là các bạn ra. Các bạn đăng ký xong các bạn ra. Không xem thì YouTube nào người ta để cho yên, YouTube nó sẽ quét hết các bạn. Mình rất là bực nhé. Dạo này lâu lâu mình không làm video, mình nhắc các bạn, phải đến gần tháng này rồi á, cái đăng ký của mình không lên được. Cứ hôm nay lên, ngày mai bị quét, nay lên, ngày mai bị quét, cứ như thế lặp đi lặp lại. Bực ơi là bực vậy. Cho nên là nhắc các bạn, bạn nào mà muốn thành công thì phải đến nơi đến chốn. Còn nếu mà ẩu á, tốt nhất là mong các bạn đừng có vào nữa. Mình biết nhiều bạn rất là ẩu, không xem. Có một lần nhá, mình làm video mình bị nhầm trong video nội dung khác, mà cái tiêu đề khác, mà người 10 người vào rồi, 10 người vào cái video của mình rồi, mà cứ bình luận không thôi, không phát hiện ra cái video của mình nhầm. Mình nhầm mà tiêu đề thì khác nhưng nội dung video thì khác. Đấy. Cho nên mình biết là các bạn rất ẩu, các bạn không chịu xem. Mình bực lắm ấy. Một lần nữa mình mong bạn nào muốn thành công thì phải xem. Phải xem video ít nhất 5-6 phút trở lên, xong bắt đầu mới đăng ký và mới bình luận. Bình luận là phải nói cái nội dung ở trong video. Có bạn vào ẩu không xem, cho nên là bình luận chỉ giơ mỗi ngón tay hoặc là cho mấy cái bông hoa đây, không nói cái gì hết, hoặc là nói hay quá hoặc cái gì đấy. Đấy, rồi kiểu chung chung như thế là mình biết ngay là những bạn ấy không xem video.
Mà đa số những người ẩu là đa số những người mới làm, mới làm video, mất cả thời gian, mất công, mất sức. Không đăng ký cho các bạn thì không đành, mà đăng ký cho các bạn thì thế không mang lại cái gì cả. Bực ơi là bực. Đó, mình nhắc các bạn ấy. Hôm nay mình làm cái video này mình nhắc các bạn là bạn nào mà muốn thành công thì phải xem video và bình luận đến nơi đến chốn. Còn không xem video mà vào bình luận xong, đăng ký xong là đi ra thôi, chắc chắn bạn đấy sẽ bị quét. YouTube người ta quét hết. Người ta, cái YouTube này là nó thông minh, nó lanh lợi, nó quản lý được hàng bao nhiêu con người chứ. Các bạn lừa làm sao được? Nếu mà lừa như thế được mà có ăn thế thì ai người ta chả lừa. Làm như thế được mà thì có mà dễ quá. Mình kể chuyện cho các bạn nghe, hồi đầu mình không biết, mình cũng thế. Mình vào á, cái video của người ta mình kéo từ đầu đến cuối luôn, tuốt một cái xong là đăng ký đi ra. Thế là cứ bị trừ, được cứ bị trừ đăng ký là cứ bị tụt, có ngày trừ mất mấy chục. Là vì mình làm như thế đấy. Các bạn đừng tưởng ngon ăn đâu. Mình rất là bức xúc cái chuyện này. Hôm nay không biết ở đây nó có cái hội gì. Mình biết hơi muộn. Nó đã tan hết rồi. Ở đây nó hay có hội lắm nhưng mà mình cứ ở trong nhà mình không biết cái gì hết. Đây là một cái chợ, nó gọi là chợ Aitermark đấy các bạn. Chợ trung tâm. Nếu bạn nào xem được video này của mình nhé, mong các bạn nghe mình. Còn nếu các bạn không nghe thì kênh các bạn không thể phát triển được. Ngày xưa mình hồi mới mình cũng thế. Mình cứ đăng ký hôm nay, ngày mai nó quét sạch, YouTube quét hết. Mình không làm đến nơi đến chốn, nó quét hết. Cho nên là mình rất là bực. Nhiều bạn okay. Bye bye các bạn. Bye bye.